thì chạy người, còn đồ đạc tất cả là quần áo hay là tài sản cái gì là tích góp là đi hết, không còn một cái gì cả. Đêm nay là hai vợ chồng tôi lại cầm cái chiếu mà chả biết có đi ngủ ở đâu, phải đi tìm anh em ở đâu là phải, chắc phải ngủ, may không có xe về nữa rồi, phải bắt xe khách, mà tiền nó cũng không có, chắc như thế nào là được.